Tôi là An sẽ đồng hành với quý du khách trong hành trình tham quan hôm nay. Trước khi bắt đầu quá trình tham quan khu quán hoang dã để tránh cho các bạn động vật hoang sợ, chúng ta vui lòng cắt đèn flash khi về bên chợ bản cũng như không gõ tay cũng sẽ xếp bề mặt. Em xin chân thành cảm ơn. Các bạn lên dương đen Ấn Độ này có thể chạy với tốc độ lên đến 80 km/h. Các bộ lông màu vàng với những gấm trắng là bạn hiểu sao ạ? Và phía xa sau hàng cây bên tay trái này Sapa nha. Khi trưởng thành thì bạn có thể nặng lên đến 350 kg. Các bạn như sơ công rất đáng yêu ạ. Tại đây bạn đã thích nghi với môi trường sống cũng như sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng nên cho ra đời rất nhiều cá thể con đó. Đây là bạn chim công, mình có biết đây là con trống hay con mái không ạ? Con mái chính xác ạ. Bạn con trống sẽ đẹp hơn bạn con mái và con trống sẽ xòe đuôi để quyến rũ con mái. Bên tay trái chúng ta bạn có cặp sừng theo hướng vòng cung, cặp sừng 4 nhánh là nai cà tông. Hiện tại Safari đang bảo tồn loài nai cà tông xiêm ạ. Và theo sắc đỏ của thế giới thì bạn này đang nằm trong tình trạng nguy cấp, loài động vật nguy hiểm ạ. Bạn chim công trắng ở đây. Safari bảo tồn 3 loài chim công Ấn Độ, công trắng, công xanh và công hổ sắc. Các nhiễm như sao cũng như là lên dương đen Ấn Độ. Các loài nuôi khu vực này là loài động vật ăn cỏ hiền lành nên nhiều loài có thể sống chung với nhau cũng như là ăn chung với nhau. Đối với bạn như sau thì bạn có khả năng rất đặc biệt, bơi lội giỏi, nhảy rất cao, bạn nhảy lên đến 1,7m khi bị tấn công mặt. Khi chúng ta đến với cánh cổng hai lớp đầu tiên, chia ba với bạn ăn cỏ, chúng ta sẽ đến với các bạn ăn thịt nguy hiểm. Cái gì là đi rồi.
khẩu kinh doanh này đến từ Nepal, Ấn Độ và Bangladesh. Bạn là loài hổ lớn thứ hai trong 6 con loài hổ trên thế giới, sau Siberia. Dọc theo hàng rào bên tay trái cũng có một bạn đang nằm nha. Và chúng ta sẽ đi đường này để tìm cách có thể còn lại ạ. Bạn là loài sống đơn lẻ và có tính ẩn náu vuốt sỏi. Các bạn hình chịu nắng nóng cũng khá là kém. Khi trời nắng nóng, bạn sẽ tìm bóng râm hoặc ngâm mình dưới các dòng nước để làm mát cho cơ thể. Hai bên đây là hai con suối tự nhiên cho các bạn này tắm mát mỗi ngày ạ. Tìm giúp cô coi bạn hổ đang nằm ở đâu nhé. Di chuyển bên tay trái chúng ta, phía bờ bên kia dọc theo hàng rào của một bạn ạ. Đúng rồi, con thấy một bạn đâu phải không? Các bạn hổ thì có thể gầm bên xa tận 3 cây số đó. Cách xa bạn 3 cây vẫn như là cái gầm của bạn ạ. Một bạn đang nằm và hai bạn đang đứng ạ. Bạn đang khoe chiếc răng nanh sắc nhọn của mình ạ. Nhân vật tiếp theo, bạn này rất thích ăn mật ong. Gấu chính xác ạ. Gấu ngựa con, có ngựa luôn, nhưng mà gấu ngựa nha. Bạn đang như triển khai kìa. Bạn đến đây chào đón với những khách đại chủ nhà vô cùng hiếu khách. So
Safari thiết kế các hồ bơi cho các bạn này tắm mát mỗi ngày. Cảm ơn bên là khu nghỉ dưỡng các bạn có hồ bơi và biệt thự dành riêng cho mình ạ. Mọi bạn đang nằm nghỉ ngơi bên tay trái bạn này, đây có rất là đẹp. Hay như tại Safari, các bạn gấu được cho gấu bằng ăn rất đa dạng ạ. Cơm trắng, thịt luộc, rau củ và được trang bị bằng trái cây. Hàng tuần gấu thường được cho ăn 3 lần mật ong. Mật ong được quét lên tảng đá và gấu cây để bạn có thể đánh thương và tìm đến. Đây cũng là cách để duy trì tập tính của bạn. Được mệnh danh là các đại gia của Safari nha. Cuộc sống vô cùng sang chảnh ạ. Cô đấu con trai nè, con biết Simba học. Simba. Simba là bạn nào nè? Và chúng ta sẽ di chuyển đến với ngôi nhà của Simba ạ. Sư tử châu phi.